Chị mày đưa cái anh kiểu quán xe đấy. Không được đâu anh, rồi. Mày đưa cái quán xe đấy. Mày đưa cái quán xe đấy. Chị không quá. Thôi thì mày đi từ kia tao mà chưa hỏi tội mày đâu. Xe mày đi mày bao nhiêu công việc của nhà mình ngày Tết, bao công việc này kẻ mày nhìn em mẹ nhà. Bao công việc ở nhà suốt ngày nèm lụng mà lúc nào cũng nhắc anh chị Thư đi bây giờ chưa về. Mỗi hôm tôi có toàn đi chơi suốt ngày. Chơi đi, bây giờ mình là chị mình không nêu gương để cho cái nhà nó dọn dẹp bao nhiêu công việc thì mình. Nhưng bố đã cấm chị Thư đừng cho đi. Bố đã bảo được không yêu đương gì cái thằng này cơ mà. Thằng này đưa chụp cái xe này. Bây giờ đưa chụp cái xe này. Mày đưa chụp cái xe. Mày cái xe này là mày không có được gọi nhà đi. Đây là xe của anh kia anh tặng của cho coi nhà tao. Không đưa gì cả. Mày đi bộ cái nhà mày, mày gọi ra kêu gọi điện cho mẹ mày hay nhà bạn bè mày gọi điện lên chở. Còn mày đi bộ kệ nhà mày. Đi đi, để xe nhà tao. Không chụp cái con này đi nào. Đi ra đi ngủ cho mẹ đi nào. Còn thằng kia nữa. Vâng. Đi ra đi ngủ cả hai kia, ra đi ngủ cho mẹ đi nào. Còn thằng này đi về, về nhà mày. Anh em truy cập ngay kiên trổ.com, lời bài đặt Spotify Liên Quân giảm giá 66%. Anh em truy cập ngay kiên trổ.com để mua lịch nha em nhé. Thế thằng Dũng con được nghỉ mùng mấy con đi nhà? Dạ cho con nghỉ đến mùng 10 con đi làm. Mùng 10 đi á? Ừ. Mùng 10 thì Kim Xuân thì cũng thế. Vâng. Thì hai đứa đi vào nhà nghỉ đi. Không thì bố con đi nghỉ đây nghỉ xong để mai bố con đi làm nghe chưa? Mai bố con đi chúc Tết đầu mùa. Có cái mai đi chúc Tết thì mấy bố con mình đi. À, đi mai nữa. Nghe chưa? Vâng. Ngủ sớm đấy trong nhà. Nhà mai thì gần đi chúc Tết. Vâng. Thế mai cháu dậy sớm nấu cơm ăn xong rồi. Bố xem. Bố nghe đi tiếng xe theo đi. Đúng rồi, thằng Hiệp kia nè. Là nó chở chị mày đi suốt từ bao giờ. Bây giờ nó mới về. Cái bố ra bố tế cái thằng Hiệp này lên. Cái thằng nưa đẻo. Vô ra mình kéo. Ô cái thằng kia. Thế mày đi đâu mà cả khi con Thư này mày đi hai đứa mày nuôi cho bác cháu cháu gì mày à? Mày đèo coi cho tao đi suốt từ trưa bây giờ mày đèo về. Cháu Lai Thư đi về nhà cháu chúc Tết bác ạ. Bác có gì bác cứ bình tĩnh. Có gì tao bảo mày cái con Thư này tao nói mày không có nghe bố thì nào mày đang nghe mày đi với cái thằng này. Bố đã cấm chỉ mày đi với cái thằng này được cơ mà. Bố ngày bình thường có đi đâu đâu chứ không Tết con mới dám ngày đi. Tết ngày nhất bác ạ. Không phải Tết cứ mình đi mặt mày tao đã nhìn mày tao lại ngừa đảo cho mày tao không Tết nhất cái gì tao bảo cấm đi yêu đương nhìn cái thằng này cơ mà. Bố cấm bác ơi. Không có đi với thằng Hiệp rồi. Thôi mày đi vào đây, vâng. Mày vào đây tỏ hỏi mày chăm nhiệm. Vào đây. Bác có mày, gì bác thường không nói chuyện. Bác cái gì bác với cháu như mày. Mày vào đây. Ngày thường thì bác cũng có thể cản cháu được nhưng mà những ngày Tết này thì cháu ngày Tết vui vẻ thì bố ạ. Chở Thư đi để đi chúc Tết thôi. Tao nói cho mày nghe là cái xe kia nhá. Cái xe kia nè, anh Kiên anh tặng cho con nhà tao. Nghe chưa? Không có bác cháu gì cả. Mày nuôi con cho tao đi suốt từ trưa đến bây giờ. Xong bây giờ mày đi đèo con tao về. Mày đưa ngay chìa khóa xe đây cho để cho con tao đi nèm ăn nhé chứ không phải này. Đưa chìa khóa cho bố. Mày đưa chìa khóa đây. Không được đâu bác ơi, cái không xe này. Không có cái xe này xe của anh Kiên anh tặng cho con cho tao. Nghe chưa? Cái xe này bây giờ là đổi tên hết sang của cháu rồi cho nên là cháu không thể nào mà đưa cho bác. Tên tiếc cái gì bây giờ con nhà tao là anh Kiên anh tặng cho để chúng con đi nèm ăn với nhau. Mày bây giờ mày có xe của nhà mày thì mày đi mày đưa ngay chìa khóa xe đây. Không được đâu bác ơi. Mày đưa cái xe không phải thôi, thôi thì mày đi từ kia tao mà chưa hỏi tội mày đâu. Xe mày đi mày cứ bao nhiêu công việc của nhà mình ngày Tết, bao công việc này kẻ mày nhìn em mẹ nhà, bao nhiêu công việc ở nhà suốt ngày nèm lụng mà lúc nào cũng nhắc anh chị Thư đi bây giờ chưa về. Mỗi hôm tôi toàn đi chơi suốt ngày. Chơi đi, bây giờ mình là chị mình không nêu gương để cho cái nhà nó dọn dẹp bao nhiêu công việc thì mình. Nhưng bố đã cấm anh chị Thư đừng cho đi. Bố bảo được không yêu đương gì cái thằng này cơ mà. Thằng này đưa chụp cái xe này. Bây giờ đưa chụp cái xe này. Mày đưa chụp cái xe này. Mày cái xe này là mày không có được gọi nhà đi. Đây là xe của anh Kiên anh tặng của cho con nhà tao. Không đúng không đúng nha. Đúng không xe này mày khoác nha. Không đưa chiếc gì cả. Mày tí con bây giờ khoác xe này. Bây giờ bác cầm chìa khóa thì thôi nhưng mà giấy tờ hay là cháu đang cầm. Giấy tờ cái gì giấy tờ thì xe này xe của anh Kiên không có giấy tờ gì mà em để sang tên đổi chủ cho nhà mày được. Bác làm thế khó cháu ra. Có xe rõ ràng giấy tờ là sang tên đổi chủ hết. Đi đến đâu thì đi nhà anh Kiên anh tặng cho con nhà tao nhá. Mày có xe thì gia đình nhà mày có xe thì tự mày đi xe. Mày có xe thì mày đi bộ. Bây giờ mày đi tao bảo mày không mày con Thư tao là công chỉ yêu cái thằng này cơ mà. Yêu gì cái thằng lừa đảo này tao nó nói rồi mà. Đâu chả lừa đảo gì cả. Lừa đảo tại sao mày đi cái xe này cái xe này. Kiên nó cho đi cái xe là 100 triệu của nhà. Cái anh Kiên kia anh mua tặng đi con biết cái gì anh Kiên anh
gia đình nhà người ta làm bao nhiêu năm rồi mới có nhận được cái xe. Thế tặng con để con đi lại với anh ấy, mới sử dụng. Không có thì để rẻ anh đi, con em ăn cái kiểu là đưa cho cái thằng này, không để cho nó đi chơi bời để cắm xe của anh nhỉ? Con không thích. Để bố biết cho xã hội người ta nói bố. Con không thích kiếm nữa bố ạ. Không thích, không phải thích. Cái xe đấy. Bây giờ không nhiều người nhìn cái thằng này như bố đã nói rồi. Mà anh đẹp không lừa đảo gì đâu bố ạ, anh đẹp tốt lắm. Tốt cái gì bố cũng không nghe tao nói này, từ nay anh công chỉ không được có nhiều người nhìn thằng này. Bố nói không thích anh Kiên thì chị trả xe cho anh Kiên đi. Nhưng mà nó cho chị xe rồi thì chị không thích nữa thì chị cho anh Nhật thôi. Cho không được, bố nói cái này rồi. Điều một tí bây giờ cháu đi cho bác kia này. Bây giờ Kiên ấy, nó kể cả nó lấy xe kia ấy. Bây giờ cháu quy tội là lấy tài sản của cháu ấy. Bây giờ cái giấy tờ ấy là sang tên đổi chủ hết của cháu rồi. Cho nên là bác cầm cái chìa khóa đấy cũng chả làm gì được đâu. Đúng rồi bố ạ, bây giờ con chẳng biết cái gì cả. Bây giờ xe là xe của nhà anh Kiên. Tất cả là tên tuổi nó cũng nghe hết rồi nhá. Bây giờ sang tên đủ đủ nè, phải do nhà bác Cúc bác nhất trí nè cho sang tên không. Cái đi anh tặng quen, anh tặng con không đi thì con phải trẻ nhà anh Kiên. Bây giờ con đi to thì nó đưa cho thằng Hiệp mà nó đi nó đăng ký được công an sang tên đủ đủ được. Bây giờ rõ ràng là nhà người ta cho tặng cho con mà con không biết gì, con không thể bảo là sang tên đủ đủ được. Bây giờ cái biết chả khóe này lên nhà mình để nếu mà con không đi thì để lẻ nhà bác Cúc. Thôi bố giờ làm gì cho nó, nhà bây nó có giờ, tiền rồi. Con cháu đâu rồi? Nhà nó có tiền rồi thì con anh đi. Anh làm gì có tiền, có mỗi 100 triệu mua cái xe em cho chị rồi. Bây giờ chị đấy chưa? Chị không thích trả nó, chị thích đưa cho anh Nghiệp, chị tặng anh Nghiệp. Con cháu đâu phải là trẻ con đâu, bây giờ nó tặng. Còn ví dụ cháu vay mượn thì cháu sẽ giả. Còn nó tặng cháu rồi thì làm gì không thể là không được. Chị nó không đi thì em đi. Bây giờ cái xe nhà hàng trăm triệu không phải là cái xe ít đi. Gia đình người ta con góp vào để người ta mua bây giờ anh Kiên anh quay nhà anh yêu thương con phải biết đường như con này đi với thằng này không thể được bố cả không cho như nào không chịu nghiệp bây giờ không có mày về ngủ con thằng này đi về đi về bây giờ cháu đi về đi mày không được con đi về trong nhà nghỉ con cho thằng này đi về bây giờ bác còn đưa cho cháu chìa khóa cho mày mày đi bộ hay mày đi bộ thì mày gọi bố gọi mẹ mày đi xe của cháu đi bây giờ nhà cháu xe đang đợi con đưa đi vào đi nghỉ đi vào xe kệ nhà mày đi mày đi xe của con này không đi nhà thì con này đi vào nhà bố cháu thì thôi như thế rồi đi vào thằng này đi vào nhà mấy trăm ngày đi ngủ còn cho thằng này đi về nhóm đi về trong cái bộ mày đi bộ cạnh nhà mày đi bộ cạnh nhà mày còn giao kiếm gọi điện cho mẹ mày hay nhà bạn bè mày gọi điện lên chở còn mày đi bộ cạnh nhà mày đi để xem nào đưa chìa khóa đây không chịu ra con này đi vào tao nói đi ngủ đi muộn rồi thì còn đi vào ngủ rồi em đi nhà còn thằng Kiên nữa đi vào đi ngủ về hai chị em vào đi ngủ đi em đi nhà còn thằng này đi về nhà mày đi về đi bộ cạnh nhóm nó mới mở mày nó đi bộ nó mở mày vào mặt trên được con ạ về hay không bố mẹ nó nhìn thì nó mở mày vào mặt trên được nó là người lừa đảo nó có chẳng biết cái gì thà đi về đây này mày đi về này mày không có vậy thì mày đi bộ kệ nhà mày xe đây để bố chắc xe vào vớ vẩn đi mày không nghe con không biết gì con đi vào đưa đi vào mà anh Hiền thằng đi bộ cho nó mới biết thế nào nè con người mình khổ chị đi ngủ đi xe anh kia mua anh Hiền làm gì đủ tư cách để ngồi chị đi về đi ngủ đi con đi vào muộn rồi đi vào ngày mai con đi làm nhá con xin bố cho con cháu anh về xong rồi con không về được. Luôn con đi vào đi ngủ không cứ đi vào đi vào bộ về thằng Hiền mày đi bộ cho nó biết đi đi nó khổ chết bất kệ nó con từ nay bố cấm không được đi nẹn với thằng Hiền đi vào phải chưa đây hôm nay đi về nhà mày đi về mày đi bộ đi về để mà mẹ tao rẻ xe. Anh Kiên thì rẻ. Đi đây. Mày đi. Về nhà mày đi. Mày đi đi mà đi ngủ mẹ đi rồi. Tao có đi nè. Đấy gì? Không có bé cháu gì nhá. Xa xôi. Xa xôi mày đi bộ nhà mày. Bây giờ cái xe này anh Kiên anh tặng cho con nhà tao. Mày đi bây giờ mày đi xong mày chở đi xong rồi bây giờ mày đi suốt từ trưa bây giờ mày mới chở con nhà tao rẻ về. Tao đã cấm chỉ mày để yêu đương gì con nhà tao của mày. Có gì thì để sáng mai rồi cháu sang xin lỗi bác sao bây giờ cháu nó thật mày đi à? Bộ cho nó mới quen đi thôi mày đi về đi nhà mày đi tao không biết đi về còn cái xe này đi tao thằng ấy cho xe vào để bố cho cái xe vào để nhà mày đi tết nóng cửa bố bây giờ bố gọi chị Thư sang đây bố chửi chị Thư cho chị Thư chừa đi chị Thư rồi là một chờ mà bố chúng ta bố mới chỉ tội chị Thư mày Thư đâu rồi chị Thư kia bố gọi sang đây chửi cho chị Thư cho nhớ. Chứ có Thư đâu. Mày ra đây tao bảo này. Từ mai đi nhá tao. Tao đã đuổi nó về rồi đấy nhá. Còn nó đi bộ về hay không kệ nhà nó. Còn
từ đây đi rồi mày phải đi, con phải đi nèm đi ăn nghe chưa, chị em mình bẻ nhau đi nèm đi ăn, còn không thể đi yêu đương lại cái thằng kia nghe chưa, cái xe này anh kia anh tặng con, gia đình nhà người anh kia anh con nhắc con biết không, bao nhiêu là tiền của thằng trăm triệu cái xe, không phải nèm cái xe phải nèm mấy triệu đâu, nên đơn giản mà bà con là sang trên đủ được đâu, con không đi thì để em nhờ nó đi. Thế sau này ví dụ con yêu đương anh Kiên thì cũng nẹt cái xe của chúng con để đi nẹt thôi. Bố nói thế thôi, còn bây giờ con đi vào cũng không nghe được. Bố nói mẹ nẹt không biết nhất được. Bố lại cấm thằng này nó lừa nẹt, nó lừa nẹt của mình rồi, lừa nẹt hết cái loại kia. Xong bây giờ xe của lừa thế đâu bố ạ, anh tốt lắm. Anh con không thể biết được, con đi vào cái ngủ với bố thì nói con đi vào cái ngủ để mà thằng này nữa. Nè, cặp tao đi ngủ ngày mai bắt đầu nè, mấy bố con đi nghĩa vụ. Ok không? Đi nó đến vụ xong nè, đi nè, đi vụ. Kẻ cái xuân nữa, cái bé nói anh